Thầy xin chào tất cả các con ha. Hôm nay thầy sẽ dạy cho con các phần bài tập của bài số 10 là bài làm tròn, để cho các con hiểu làm tròn là gì ha. Hôm đó thầy dạy lý thuyết cho các con, thầy dạy cũng rất là kỹ rồi ha, ví dụ cũng rất là nhiều, thì thầy nghĩ các con đã hiểu rồi. Nhưng trong thực tế là sẽ còn nhiều cái bài tập mà áp dụng vào cái làm tròn này, thì hôm nay thầy trò mình cùng giải quyết những cái này để cho các con hiểu rõ thêm về cái làm tròn, mà sau này không cần phân vân cái gì mà làm tròn hết nha các con ha. Rồi đây, bài bài thứ ba, bài 36. Rồi các con xem này, làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai, số thập phân thứ hai nha. Rồi như vậy 7 phải này, 9, 2, 3. Thập phân thứ hai, thứ nhất, thứ hai. Rồi nó sẽ gần bằng. Đó, như vậy cái số mà bỏ đi này nè, số bỏ đi này nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn 5. Như vậy làm tròn 7,92. Vì số 3 này nhỏ hơn số 5. Được chưa? Con nói vậy cho dễ hiểu quá. Rồi. 17,418 nó gần bằng số thứ hai. Như vậy cái số này, số bỏ đi này nó lớn hơn số 5, như vậy cộng 1 thêm cho đây, tức là 17,42. Vì số 8 nó lớn hơn số 5. Đó, mình chỉ nói đơn giản vậy thôi các con ha. Rồi 79,1364 thì gần bằng số 1, số 2. Số 6 bỏ đi là số đầu tiên này nè, nó lớn hơn số 5, như vậy là thành 79,14. Vì 6 này nó lớn hơn số 5. Đơn giản lắm các con ha, không có gì hết. Rồi, bài 50,401. 50,401 nó gần bằng số 1, số 2. Thấy chưa? Đó, làm tròn là 50,4 thôi, còn về số 0 mà đứng đằng sau này nó cũng không có giá trị gì hết. Được chưa? Vì là gì? Số 1 này nhỏ hơn số 5, cho nên mình giữ nguyên cái số mình làm tròn này các con ha. Rồi 0,155 làm tròn các con này, hai số này. Như vậy cái số mà bỏ là gần nhất đó, tức là số đầu tiên là bằng số 5. Như vậy thì mình sẽ cộng 1 lên đây, tức lớn bằng 5. 0,116 vì là số 5 bằng số 5. Rồi số 60,996 thì làm tròn tới số thập phân thứ hai. Số thập phân thứ hai các con này, khi làm tròn số thập phân thứ hai á thì mình cộng thêm 1 là 10. 10 cộng thêm 1 là 10, như vậy qua đây là số 60,11. Nhớ nha các con. Thế nào? Tức là cộng thêm 1 là 9 cộng 1 bằng 10, giữ 1, 9 cộng 1 là 10, giữ 1 qua đây là 61. Vì số 6 này nó lớn hơn số 5. Nhớ nha. Đó, các con sẽ rất là rối rối cái chỗ này, nếu như các con không hiểu kỹ. Sẽ rối rối này. Rồi. Mình tiếp tục tới cái bài này các con, bài 74 trang 30-16, như vậy các bạn nhớ nha. Hết học kỳ 1, điểm toán của bạn Cường là hệ số 1. Hệ số 1 là 7 nè, 8 nè, 6 nè, 10. Hệ số 1 có nghĩa là con cộng hết mấy cái này lại, con nhân cho 1. Đó, tức là suy ra là 7 nè, cộng 8 nè, cộng 6, cộng 10. Đó, cái hệ số 1 thì con nhân cho 1. Được chưa? Như vậy trong này nhân cho 1 thì có 1, 2, 3, 4, 4 số. Được chưa? Hệ số 2. Đó, cái này là hệ số 1, hệ số 2. Hệ số 2 nè. Hệ số 2 là 7, 6, 5, 9, 7. 6, 5, 9. Như vậy các con sinh ra là 7 nè, cộng 6 nè, cộng 5 nè, cộng 9. Mà các con hệ số 2 cho nên các con nhân cho 2. Tổng hết cái đó lại nhân 2.
Rồi, cái hệ số 3. Hệ số 3 chỉ có 8 mà. Như vậy con nhân cho 3 thì ra hệ số 3 là nhân 3. Như vậy tổng cộng là có bao nhiêu số? Để cho là tổng cộng là 1, 2, 3, 4 số. Như vậy 4 x 1 bằng 4 số. Ở đây là 1, 2, 3, 4 số. 4 số nhưng mà hệ số 2 nó nhân 2 đây bằng 8 số. 8 x 3 có 1 số mà nhân 3 lên, tức là 1 x 3 là bằng 3, 3 số. Như vậy tổng cộng này, 8 cộng 4 là 10, 12 x 3 là 15, 15 số. 15 số ha. Như vậy thì từ đây mình suy ra là gì? Điểm trung bình. Điểm trung bình của bạn Cường. Điểm trung bình của bạn Cường ha. Là gì đây? 7 cộng 8 cộng 6 cộng 10 cộng luôn là nè. 7 cộng 6 cộng 5 cộng 9 tất cả nhân 2 cộng cho 8 nhân 3 thì tất cả chia cho 15 số là chia cho 15. Được chưa? 15. Thì bây giờ các con sẽ cộng thử nó ra bao nhiêu nha. Đây. Thầy lấy cái máy bèo bèo này thôi ha. 7 cộng 8 cộng 6 cộng 10. 7 nè cộng 8 nè cộng 6 nè cộng 10 nè, được chưa? Bằng là 31 ha. Rồi các con lấy nè. 7 cộng 6 cộng 5 cộng 9. 7 cộng 6 cộng 5 cộng 9 bằng nhân cho 2 bằng 54. 8 cộng 3 là 20, 14 chia cho 10, 15. Rồi, nó sẽ bằng đây. 31 cộng 54 cộng 24. 31 cộng 54 cộng 24 bằng 109. 109 mà chia cho 15. Rồi, chia cho 15 bằng 7,26 chừng đó đó, nó là 7,26. Tức là đây là số thập phân gì? Vô hạn tuần hoàn. Được nha, đó vô hạn tuần hoàn. Mà bài này người ta bảo mình làm tới cái gì? Đến làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nha. Như vậy cái này sẽ gần bằng 7,2 nè. Như vậy số 6 lớn số 5. Như vậy cộng 1, 3, vậy 6 này nó lớn hơn. Rồi các con thấy chưa? Rất là đơn giản đúng không? Như vậy điểm trung bình của bạn là sẽ là 7,3 ha. Rồi cái bài 70 tiếp tục các con. Tiếp tục bài 75. Bài 75 trang 37 ha. Trong thực tế khi đếm hay đo các đại lượng, ta thường chỉ được các số gần đúng để có thể thu được kết quả có nhiều khả năng xác số đúng nhất. Ta phải đếm hay là đo nhiều lần rồi tính trung bình của các số gần đúng để tìm được. Hãy tìm giá trị có nhiều khả năng xác suất khả năng xác số đúng nhất của số đo chiều dài lớp học của em sau khi đo 5 lần chiều dài 5 lần. Tức là cái lớp học với chiều dài lớp học. Các con hãy nhớ nè, các con thì mình đốn đốn thôi, tay là bài thực hành ha, mình coi như chiều dài của nó là đo là lần 1 đi. Lần 1 đi là 9 mét. Cái lần 2 cái đo là lần 2 là sẽ bằng là 9,2 mét. Lần 3 là 9,1 mét. Lần 4 là 9,22 mét. Lần 5 mình không làm gì 9,2. Lần 5 là 9,4 mét. Được rồi đấy ha. Đó. Không lần nó cũng là 9 mét luôn. Đó. Như vậy 5 lần. Như vậy bây giờ ta chỉ cần tính trung bình của con máy này là nó ra cái
số chính xác nhất là cái chiều giờ mình đoán nè. Trung bình nè, năm số là 19 nè, chọn. Nên như vậy là chiều dài nè, chiều dài trung bình của lớp học ha là gì? Nó đâu là 9 nè, cộng 9,2 cộng 9,1 cộng 9,2 cộng 9 đó, 1, 2, 3, 4, 5 rồi tất cả chia cho 5 lần ha. Rồi chia cho 5 lần. Và cái này người ta bảo mình là gì? Hãy tính chiều dài của lớp học 9 nè cộng 9,2 cộng 9,1 cộng 9,2 cộng 9 bằng ha, người nào bằng chia cho 5 bằng ra 9,1. Thì ra như vậy là chiều dài của cái lớp học này là 9,1 là cái xác suất là đúng nhất. Như vậy các con đơn giản ha. Rồi các con ơi, mình sẽ làm tới bài 76. Bài 76 trang 37. Bài 76 trang 37 ha. Kết quả của cuộc tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1999. Dân số nước ta là có là 76.324.753 mình nha, đó người à, rồi gì? Và có 3.695 cụ trên 100 tuổi, thì chưa đó. Em hãy làm tròn các cái kết quả này nè đến hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn, thì chưa? Làm tròn tới hàng chục này các con, hàng chục cái số này ha, hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng chục thì mình làm tròn, tức là mình bỏ cái số đằng sau này đi, nhưng mà số đằng sau là số 3 nó nhỏ hơn 5, như vậy làm là 76 nè, 324 nè, 750 nè, vì số 3 này nhỏ hơn số 5. Thấy chưa? Rất là đơn giản vậy con ha. Rồi cái này hàng chục là số gì? Ở đây là số 9. À, mà kế đó là số 5 là số bỏ đi, như vậy cộng 1 vô đây là 9, cộng 1 là 10, không chịu 1, 6, 1, 7, như vậy nó là 37, 3.700. Thấy chưa con? Đó, 3.700. Đó, còn vì số 5 này nó bằng số 5 ha, đó là hàng chục. Rồi mình nói hàng trăm nữa con. Đó, mình nói hàng trăm nè. Hàng trăm thì hàng trăm là nó ở qua đây. Như vậy cái số đằng sau là bỏ đi. Mà số đằng sau bỏ đi, như vậy số 5 này là nó bằng số 5, như vậy nó cộng 1 là đằng trước. Tức là 76 nè, 324 nè, 75 cộng 1 ở trước là 8. Không, được chưa? Không. Rồi cái số này nè, đó, hàng trăm thì đây, số này. Số sau đó là số 9, được chưa? Như vậy là bỏ hai số sau thì cộng 1 vô đây là 3.700. Được chưa? Đó. Rồi đến hàng nghìn nè các con, hàng nghìn hay hàng ngàn thì cũng vậy ha. Rồi, tức là tới số này. Cái số này, phần này là mình bỏ. Phần này mình bỏ, nhưng mà số đầu tiên mình bỏ là số 7, nó lớn hơn số 5, như vậy cộng 1 vô đây. 76, 325. 76, 325. Không, được chưa? Vì số 7 nó lớn hơn số 5. Đó. Rồi, hàng nghìn này các con là ở đây. Bỏ qua số này, số đầu tiên bỏ lớn hơn số 5, mình tròn tức là 4.000. Được chưa? À, vì số 6 là lớn hơn số 5. Dạ thôi, nó dễ không các con? À, không có gì khó khăn hết ha. Rồi. Mình sẽ coi tiếp nè. Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng các cái kết quả phép tính.
Nhờ đó mà ta có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lý. Việc ước lượng này lại càng cần thiết khi sử dụng máy tính bỏ túi trong cái trường hợp xuất hiện những kết quả sai do ta bấm nhầm nút. Chẳng hạn như ta để ước lượng cái kết quả là 6439 nhân với lại 384, tức là ta làm như sau. Được nha. Đây, cái bài bài này 77 này. Trang 37 ha. Để ta tính kết quả là 6439 ta nhân với lại 384, được chưa? Nó sẽ bằng bao nhiêu? Nhiều khi ta bấm máy nó sẽ đổ. Thì ta cứ bằng tròn lên số này là cái cùng này. Ta ước lượng ha. Ước lượng. Đây, tới cái số này, tới cái số lớn nhất này là số 6. Kế số 6 này là phần này bỏ đi, được chưa? Bỏ đi. Là số 4 nhỏ, số 5 như vậy ta lấy số 6000. Rồi ở đây là số này, số bỏ đi. À, tức là lấy số này còn cái này bỏ đi. Cái số đầu tiên bỏ đi là số số 8, được chưa? Số 8. Giờ lớn hơn số 5 rồi ta lấy là số 4. Thêm nữa là số 0. 6 x 4 là 20, 14. Rồi 00 rồi 000, được chưa? Đó. Cái kết quả nó là như vậy. Tức là nó ra là gì? Và số 2.400.000. Được chưa? Và cái số mà nhân nó sẽ sắp xỉ nè, nó sẽ sắp xỉ bằng cái số mà mình nhân thực tế này, đúng không? Nhân thực tế là nó ra là 2.472.570.16. Được chưa các con? À, nhân thực tế sao? Đó, như vậy là cũng 2.400.000, 2.400.000 ấy, còn số lần sau là bao nhiêu bọn? Mình đòn nữa các con ha. Như vậy nếu như ta nhấn cái trong một cái phép tính bằng máy tính cần thay mà ta nhấn nhầm nút, tức là ta bấm nhầm cái nút thì nó sẽ nằm ngoài cái kết quả này rất là nhiều, đúng không? Cho nên ta thấy gần kết quả như vậy là mình đúng, nhưng mà đó đó mình làm như vậy biết kết quả mình làm đúng hay không đúng, mình có bấm lộn hay là không bấm lộn, được chưa? Rồi đây này, người ta bảo mình làm sắp xỉ tiếp. Câu A, mình là ước lượng kết quả tính sau chứ mình không tính cái số, được chưa? Đó là 495 nhân 52 và ước lượng thôi nè. À, rồi ước lượng tức là ta làm tròn tới cái số cuối cùng này nè. À, đó như vậy là ta bỏ số 9 này lớn số 5, như vậy làm tròn này là 500 nhân cho gì, làm tròn lấy hàng chục này. À, số 2 nhỏ hơn số 5 cho nên là sẽ 50. 5 x 5 là 20, 15, ở đây 3 số 0. Đó, các con thấy chưa? Đó vậy các con ha. Rồi cái câu B nè. Câu B là 82,36 nhân với 5,1. Đó, ta làm tròn cái này á là ta ước lượng. Rồi ta làm tròn nó tới hàng đơn vị nữa ha, hàng đơn vị. Như vậy sao mà đơn vị mà nó cần bỏ số 3, như vậy ta chỉ để là 82 thôi, được chưa? Đó nhân cho à, khi mà ta ước lượng là ta ước lượng tới cái hàng đầu tiên này, được chưa? Đó, lần đầu là ước lượng là 82 trước này các con này, được chưa? Mình lại bỏ đi. Đó, 5,1, được chưa? Làm sao số 1 mà cần bỏ mình phải đi là số 5, được chưa? Bỏ đi số 5. Như vậy là mình cũng sẽ ước lượng nó được là 5,2010.1, 8,50.1140, 11 được như vậy, được chưa nè? Đó, cũng có thể được như vậy. Hoặc các con sẽ ước lượng như thế này cũng được luôn nè. Số đầu tiên này luôn là số 8 ha, số 8. Rồi xong rồi gì nữa? Cái chỗ này là số, những số mình cần bỏ đi này nè. À, số này nó nhỏ hơn 5, như vậy 80. Ở đây số bỏ đi thì cho nhỏ hơn 5, như vậy nhân 5. 8 nhân 5 là 40. 40 với lại số 5 nữa là 400. 400, 410 cũng gần như nhau nha các con. Đó, ta có thể bỏ như thế này cũng được, ta có thể bỏ như thế này cũng được, thì chứ nè. Đó, cái con làm sao nó cũng đúng hết. Nếu như con mà bấm đúng số thì nó ra cũng gần như thế này, thì chứ còn có bấm mà chặt số là nó ra rất là xa với những số này, được chưa?
Rồi, là cái số nữa đây, cái con này, con C là cái số 6, 7, 30 chia cho 80, 48. Đó. Thì bây giờ con làm tròn cái số này, những số này bỏ đi, bỏ đi một cái số đầu tiên, bỏ số 7, 7 lớn hơn 5, như vậy số 8. Được chưa? Không, 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 cái này là ước lượng. À, rồi, chia cho số 48, như vậy số đầu tiên là đi ha. À, như vậy là anh 8 này bỏ đi lớn hơn 5, như vậy làm tròn lên 5. Anh nhớ không? Rồi mình chia cái này rồi mình sẽ bỏ một số 0 đi. Còn lại là gì? Số 8 trăm là chia cho 5. 8 chia 5 là được 1. Còn 3 là 30. 6 5 là 3. 30 hết. Như vậy 160 đúng không? Đó, mình được lượng rất là nhanh như vậy. Thì nếu như mình bấm máy thì cái số này nhân cái số này nó cũng, số này mà chia cái số này cũng gần gần như chỗ này. Được chưa? Đó. Các con thấy rất là đơn giản ha. Và lúc này các con làm luôn cái bài này nữa. Bài 78 này. Bài 78 trong 38. Bài này người ta yêu cầu là, tức là khi nói cái TV 21 inch, tức là ta hiểu rằng đường chéo của cái TV ấy, trong TV này thì cái đường chéo này là cái inch. Và inch là gì? Ta hiểu rằng đường nhà inch, ký hiệu inch là đơn vị chiều đo dài đo theo hệ thống Anh Mỹ. Như vậy 1 inch, các con nhớ nè, 1 inch là nó gần bằng là 2,54 cm. Đó, nó gần bằng 2,54 cm nha, 1 inch. Như vậy người ta nói là vài cái đường chéo màn hình của chiếc TV này dài bao nhiêu. Như vậy là 2 chiều cái TV này cái đường chéo là 21 inch. Nhưng mà mình nhân với 1 inch là 2,54. Như vậy nhân 2,54. Như vậy nó bằng bao nhiêu đã ha. Đó, mình đánh máy bấm cho nó lại. 21 nhân cho 2,54 bằng, tức là nó ra 53,34. Được chưa? 53,34. Như vậy các con, ta làm gần, tức là ta làm tròn luôn nè. Làm tròn là cái số tới cái số đầu tiên này, cái là số hàng chục này ha. Rồi, như vậy những cái số sau là mình bỏ. Mình bỏ như vậy chỗ này là số 3 nhỏ hơn số 5. Như vậy nó ra 50. Được chưa? 50 cm. Vì là số 3 mà kế nó bỏ là nhỏ hơn số 5. Các con thấy đơn giản không? Đó, rất là đơn giản. Nhưng mà bài này chứ, nếu như các con học không kỹ thì sau này tìm nó rất là khó khăn ha. Rồi, như cái bài 79 các con. Trang 30, 18. Người ta nói gì đây? Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài. Chiều dài là 10,234 mét. Chiều rộng là 4,7 mét. Hiểu chưa? Và làm tròn tới là gì? Tới hàm lớn đơn vị, tức là làm tròn thành ký hiệu vậy ha. Làm tròn tới đơn vị, nhớ nè, thành ký hiệu ở đây là thầy nói cho con làm nho nhăn. Thế con đừng ghi cho tập ký hiệu này như thế này nha. Đó, rồi, như vậy chu vi của con, chu vi của một hình chữ nhật là bằng dài cộng rộng nhân đôi. Dài nè, cộng rộng nè, tất cả nhân cho 2 nè. Như vậy chính là bằng 10,234 nè, còn 4,7 nè, tất cả nhân đó cho 2. Mình chơi các con. Rồi, như vậy mình bấm nè ha. Rồi, mình bấm nè, 10,234 cộng 4,7 cộng 4,7 ha, bằng rồi chia cho 2 bằng, tức là 7,467 ha. 7,467 các con coi nè. Đó, làm tròn tới hàng đơn vị là đây các con, hiểu chưa? Rồi lần sau này mình bỏ cái số mà bỏ này nó nhỏ số 5, như vậy nó là gần bằng 7 mét.
Được chưa? Cột nhân A mà nó thì chia 2, quên, thành xin lỗi ha. Đã bỏ đây đây. Đúng rồi, thì cái số tự nhiên nó nhỏ. 10,234 cộng cho 4,7 bằng, nhờ là nhân cho 2 bằng, nhân nghe không? Tức là nó bằng 29,868 mét. Tức là ta làm tròn này nó không? Tới hàng đơn vị này, hàng đơn vị đây. Như vậy số 8 này nó sẽ lớn hơn số 5. Cho nên cộng 1 với đây là 10 như vậy nó ra 30 ha, 30 mét. Vì số 8 nó lớn số 5 ha. Đó, ta làm tròn vậy ha. Lớn số 5 thì cộng 1 với đây chứ 1, 10 như vậy qua đây là 3 ha. Rồi, diện tích này nó không? Diện tích là bằng dài nhân rộng, tức là 10,23 nhân rộng là 4,77 ha. Rồi đây 10,234 nhân cho 4,7 234 nhân cho 4,7 bằng là 48,099 là diện tích là mét vuông. Mét vuông chúng ta làm tròn với hàng đơn vị này, kế số bỏ đi là số không, coi như bỏ hết là gần bằng 48 mét vuông. Thì chơi con rất là đơn giản, không có cái gì khó hết. Rồi mà người ta nói tiếp theo con bài 80 là người ta nói một bao ký hiệu là IB, còn gọi là căn anh là đơn vị đo khối lượng của anh. Nhớ bài 80 trang 38 ha. Một bao là B này không, là gần bằng không phải 45 kg, không phải 45 kg ha. Hỏi 1 kg gần bằng bao nhiêu bao và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Nhớ lại các con, cứ 1 bao á là bằng 0,5 kg. Như vậy 1 kg là gần bằng bao nhiêu bao? Được chưa? Rồi các con chỉ việc nhân chéo chia ngang, thấy không? Tức là ta lấy là 1 nhân 1 chia cho 0,40 15. Đó, tức là ta chia ra thôi các con ha. Rồi, như vậy là 1 chia cho 0,45 bằng, đó, tức là bằng 2,2 mẫu, đúng không? Tức là vô hạn tuần hoàn, đúng không ha? Và cái này, câu nào thì người ta nói mình làm tròn tới số thập phân thứ hai, số thập phân thứ hai, như vậy gần bằng là 2,22 bao, được chưa? Đó, 1 ký là gần 2,2 bao. Dạ thôi, đơn giản không có gì ha. Rồi, mình làm luôn bài 81 các bạn. Bài 81 ra tầm mình đã. Người ta nói, tính giá trị làm tròn đến hàng đơn vị ha, của các diện tích sau bằng hai cách. Là, thứ nhất là làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính. Được chưa? Làm tròn với hàng đơn vị luôn nha. Rồi. Như vậy mình làm cách 1 trước ha. Rồi, các bạn nha. Câu A, làm cách 1 là 14,61 trừ cho 7,15 cộng 3,2. Rồi, tức là mình làm cách 1 trước nè, là mình làm tròn tới hàng đơn vị đây. Như vậy số 6 bỏ đi nè, số 6 lớn số 5 cộng 1 qua đây, tức là 15 trừ cho hàng bỏ đi nè, số 1 nhỏ hơn số 5 trừ cho 7. Đây nè, hàng đơn vị nè, bỏ đây là số 2 nhỏ hơn 5, như vậy cộng cho 3 bằng, thấy chưa? Như vậy 15 mà trừ cho 7 là còn 8, 7, 15, 8 mà cộng cho 3 là 11, các bạn thấy chưa? Rồi mình làm cách 2 nè, mình tính ra nó, thấy chưa? Rồi mình làm tròn, thấy chưa? Như vậy là mình tính ra đó, mình lấy máy bấm trong nhanh đó con, máy cái này thì không có nhất thiết mình phải làm máy, thấy chưa? Mình tính ra nó là
là mình lấy hả 14 phải 61 trừ cho 7 phải 15 cộng cho 3 phải 2 bằng 2. Đó. 14 phải 61 14 phải 61 trừ cho 7 phải 15 7 phải 15 bằng cộng cho 3 phải 2 bằng là ra là 10,66. Như vậy làm tròn cái hàng đơn vị này nó to ha. Như vậy số kế bỏ đi là số 6 lớn hơn số 5, như vậy cộng 1 như đây chính là 11, cái con thứ 2 kết quả như nhau không? Đó, nó như nhau chứ không có gì hết. Ok chưa? Rồi, mình làm tiếp câu nữa con. Chỉ còn làm câu B nữa thôi, còn mấy câu kia là cái con tương tự ha. Câu B nè, 7,56 nhân cho 5,173 được chưa? Rồi mình làm tròn tất cả đơn vị ở đây à, cắt 1 đơn vị ở đây. Như vậy là số 5, số ở đây 5, như vậy cộng 1 đây là số 8 nhân. Rồi mình bỏ đây ra số 5 được chưa? Kế số bỏ đây là số 1, số bỏ đây mà kế đó, cái số mình làm được số 1. Như vậy nhỏ hơn 5 nhân 5, như vậy 8 nhân 5 là 4, 4 phương được chưa? Như vậy cái cách 2 của con làm này, tính xong rồi đã làm tròn 7,56 nhân cho 5,173. Đó, nó sẽ bằng cái gì đây? Đây con này, 7,56 7,56 nhân cho 5,173 bằng con thấy nè, ra là 7,56 7,56 nhân cho 5,173 bằng là 39,10788 các con. Được chưa? 39,7. Rồi. Như vậy ở đây tức là gần bằng các con. Số này là gần bằng số này. Kế số 1 là số này là 30,19. Được chưa? 39. Như vậy các bộ cách 2 này cái số 39 này cũng gần bằng số 40. Đó, gần bằng số 40. Đó, được chưa? Gần bằng số 40. Cho nên kết quả của nó là như thế. Thế này, ok chưa? Rồi còn câu B, câu C là các con tự giải nhé.